Thưa các bạn, một năm chia ra bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Xuân, hạ, thu, đông. Đó là một vòng tuần hoàn không bao giờ ngừng nghỉ của thiên nhiên. Cứ bấy nhiêu đó mà đi đi lại lại, khiến cho vạn vật không ngừng thay đổi. Mỗi mùa có một đặc trưng riêng, không mùa nào giống mùa nào. Từ ngàn xưa, con người đã quan sát thiên nhiên và tổng kết đặc trưng của các mùa như sau: xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn. Xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn. Xuân sinh nghĩa là mùa xuân là mùa sinh sôi, mùa gieo trồng. Mùa hạ là mùa nảy nở, lớn lên, trưởng thành lên, nên gọi là hạ trưởng. Mùa thu là mùa thu hoạch, gặt hái, cho nên gọi là thu thu. Còn đông tàn, chữ tàn có nghĩa là tàn trữ, tích dữ. Cho nên đông tàn nghĩa là mùa đông là mùa tích trữ những gì thu hoạch được và chuẩn bị cho một vụ gieo trồng mới. Còn nói riêng về mùa thu, chữ thu, chu, có nghĩa là gì? 3.000 năm trước, khi chữ Hán mới được hình thành, thì chữ thu có hình dạng như thế này. Phía trên người ta vẽ hình một con châu chấu và phía dưới là chữ hỏa, có nghĩa là lửa đốt. Bởi vì vào mùa thu, khi mùa màng đã được thu hoạch xong, người ta sẽ tiến hành đốt đồng để loại bỏ những gốc rạ còn lại và tiêu diệt những loài côn trùng có hại, những loài sâu bọ cắn phá mùa màng như là loài châu chấu. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn nhìn thấy chữ thu dị thể có cách viết như thế này. Chữ thu dị thể này nó vẫn giữ được hình thái nguyên sơ giống như ban đầu. Phía trên là hình một con châu chấu với phần đầu, hai chân và phần đuôi, phần lưng rất là rõ ràng. Phía dưới cũng là bộ hỏa nhưng đã được biến thành bốn dấu chấm. Và phía bên trái người ta thêm một bộ khác, bộ này gọi là bộ hòa, có nghĩa là cây lúa. Bộ hòa, cây lúa này nó hơi giống bộ mộc nhưng mà phía trên đầu có một dấu phẩy. Đây là hình bông lúa trĩu xuống khi những hạt lúa đã nặng và chín. Vì chữ này quá phức tạp cho nên về sau người ta đã bỏ cái phần con châu chấu đi và chỉ giữ lại phần bộ hỏa và bộ hòa, tức là ngọn lửa và cây lúa. Ta có thể hiểu là mùa màng đã chín và chuyển sang màu vàng giống như màu của ngọn lửa. Hoặc đây là lúc đã gặt hái xong xuôi và người ta tiến hành đốt những thân lúa còn lại để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Dù hiểu như thế nào thì tóm lại chữ thu, chu, có nghĩa là mùa gặt hái, mùa thu hoạch trong năm. Cho nên đây là lúc mọi người có thể nghỉ ngơi, nên ăn mừng và cảm tạ những gì mà trời đất đã ban cho khiến họ thu gặt được. Mùa thu nói đầy đủ là chu thiên hay là chu ji. Chu thiên, chu ji, thu thiên hay là thu quý. Còn chiêu sâu, thu thu, có nghĩa là thu hoạch vụ mùa thu. Chữ thu đầu tiên là mùa thu và chữ thu thứ hai là thu hoạch. Trung chiêu chế, trung thu tiết, trung là giữa, trung chiêu, trung thu là giữa mùa thu. Chế là ngày Tết, ngày hội. Trung chiêu chế, Tết trung thu, tức là ngày Tết giữa mùa thu. Mùa thu luôn đem lại cho con người rất nhiều cảm xúc, bởi vì mùa này thời tiết và cảnh vật rất là thơ mộng. Những người yêu nhau, nhớ nhung nhau thì thường nói câu là Ý rư bù giàn, rú cửa san chu, nhất nhật bất kiến như cách tam thu. Có nghĩa là một ngày không gặp thì như xa cách ba thu. Chữ cửa cách có nghĩa là cách trở, không gặp nhau được. Tam thu, san chu, ba thu. Hiểu cho chính xác, đây không phải là ba mùa thu mà là cả một mùa thu dài, bởi vì một mùa thu nó kéo dài 3 tháng, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Người ta còn gọi là mạnh thu, trọng thu và quý thu. 3 tháng này gộp chung thì gọi là tam thu. Cho nên ba thu ở đây không phải là ba mùa thu mà là cả một mùa thu dài 3 tháng. Yī rì bù jiàn, rú gě sān qiū. Một ngày không gặp như xa cách cả một mùa thu dài. Chu cao chi soảng, thu cao khí sảng, là một câu thành ngữ miêu tả thời tiết mùa thu, trời thu trong lành mát mẻ. Thu cao tức là bầu trời mùa thu
rất trong, không có mây cho nên cảm giác rất là cao. Khí có nghĩa là không khí, thời tiết. Và sảng, soảng có nghĩa là mát mẻ, dễ chịu. Chiu cao chi soảng, trời thu trong lành mát mẻ. Một câu thành ngữ khác đó là nhất dịp tri thu, yi ye zhi qiu. Ye, dịp có nghĩa là chiếc lá, zhi là biết. Yi ye zhi qiu có nghĩa là nhìn một chiếc lá rơi thì đoán biết mùa thu về. Nó chỉ cho những người rất là nhạy cảm, đoán biết trước sự việc hoặc là một dấu hiệu gì đó của sự việc sắp xảy ra. Nói đến mùa thu thì không thể không nói đến trăng. Trăng giống như là linh hồn của mùa thu vậy. Trăng gọi là nguyệt, yue, và mặt trăng nói đầy đủ là yue liang, nguyệt lượng. Chữ lượng, liang, có nghĩa là sáng tỏ. Mặt trăng luôn luôn xuất hiện cùng với ánh sáng rất là dịu dàng. Trăng thì tháng nào cũng có, tuy nhiên trăng mùa thu là đẹp nhất. Có thể là vì thời tiết lúc này rất đẹp, mà cũng có thể là vì tâm trạng con người lúc này do được nghỉ ngơi, được gặp gỡ nhau, cho nên người ta cảm thấy mặt trăng cũng đẹp hơn. Và người xưa có một cái thú vui mà ngày nay chúng ta thường bỏ quên đi, đó là thú vui ngắm trăng, gọi là thưởng nguyệt, sảng yue. Người ta không chỉ nhìn trăng một cách bình thường mà thưởng thức ánh trăng giống như là một món ăn tinh thần, cho nên gọi là thưởng, sảng, sảng yue, ngắm trăng. Ngắm nhìn ánh trăng rằm của mùa thu luôn khiến cho chúng ta nhớ đến những người thân yêu ở phương xa và nghĩ đến cái sự đoàn tụ. Đây là lúc mà hoa hảo yue yuan, ren thoán yuan. Hoa hảo nguyệt viên, nhân đoàn viên. Có nghĩa là lúc hoa đẹp, trăng tròn, người sum vầy. Chữ yuan có nghĩa là tròn, yue yuan, trăng tròn. Còn chữ thoán yuan, đoàn viên, có nghĩa là sum vầy bên nhau. Hoa hảo yue yuan, ren thoán yuan. Hoa đẹp trăng tròn, người sum vầy. Còn nếu ngắm trăng mà không được đoàn viên cùng với những người thân yêu, nghĩ rằng người đó cũng đang ngắm trăng trên bầu trời giống như mình, thì thật sự là thương nhớ vô cùng và chỉ biết cầu mong cho người đó được bình yên. Có câu là tàn yuan ren chẳng chiều, qian lì cùng chán chuyên. Đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền nguyên. Có nghĩa là cầu mong người bình yên, cách xa ngàn dặm cũng có thể cùng nhau ngắm ánh trăng đẹp. Tàn yuan, đã nguyện có nghĩa là mong ước, cầu mong. Rễn, người, chỉ người thân yêu của chúng ta. Chẳng chịu, trường cửu có nghĩa là được bình yên, lâu dài. Qian lǐ, thiên lý là ngàn dặm. Cùng có nghĩa là cùng nhau, chung cùng. Chán chuyên, thiền nguyên, ở đây nó chỉ những thứ gì đẹp đẽ như là mặt trăng tròn. Hay là người phụ nữ đẹp, chúng ta cũng thường nghe nói là phận gái thiền nguyên, tức là chữ chán chuyên này. Tàn yuan ren chẳng chiều, qian lǐ cùng chán chuyên. Cầu mong cho người được bình yên dài lâu, để cách xa ngàn dặm cũng có thể cùng nhau ngắm ánh trăng đẹp. Minh yue ji shi you, ba jiu wen qing tian. Minh nguyệt kỷ thời hữu, ba tửu vấn thanh thiên. Minh yue, minh nguyệt. Minh có nghĩa là sáng, minh yue có nghĩa là vầng trăng sáng tỏ. Ji shi, kỷ thời có nghĩa là mấy lúc, mấy hồi. Minh yue ji shi you, mấy khi trăng sáng tỏ. Ba jiu wen qing tian, bá tửu vấn thanh thiên. Bá tửu ở đây có nghĩa là cầm chén rượu. Quên là hỏi, nhưng mà ở đây có nghĩa là mời. Bá tửu quên qing tiên, qing tiên, trời xanh, trời cao. Mấy khi trăng sáng tỏ, nâng chén mời trời cao. Minh yue ji shi you, bá tửu quên qing tiên. Một sự giao tiếp rất là thân tình với thiên nhiên, với trăng, với trời. Nhân có bi hoan ly hợp, nguyệt có ân tình uyển khuyết. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Có nghĩa là người thì có buồn vui tan hợp. Bi hoan ly hợp, bi là buồn,
Hoan là vui. Lý, ly có nghĩa là ly biệt, xa cách. Hở, hợp có nghĩa là sum họp. Rén yǒu běi huān lí hě, người có lúc buồn lúc vui, lúc chia ly hồi sum họp. Yuè yǒu yīn qíng yuán quě, người khẩu âm tình viên khuyết. Âm, yīn có nghĩa là tối, qíng là sáng tỏ, yuán là tròn và quě là khuyết. Yuè yǒu yīn qíng yuán quě, trăng có khi mờ khi tỏ, lúc tròn hồi khuyết. Những câu thơ vừa rồi đều là của nhà thơ Tô Thức, một nhà thơ đời Đường cách đây khoảng hơn 1.000 năm. Và nói đến thơ về trăng, cũng không thể thiếu những vần thơ của nhà thơ Lý Bạch, cùng thời với Tô Thức. Chủy thầu hoàng miến yue, tì thầu sư cụ xiang. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Chủy thầu, cử đầu có nghĩa là cất đầu lên, ngẩng đầu lên. Wang, vọng là nhìn lên cao. Chủy thầu wang miến yue, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Tì thầu, ngược với chủy thầu. Tì thầu là cúi đầu, đê đầu. Sư là nhớ nhung. Cụ xiang, cố hương, quê xưa. Chủy thầu wang miến yue, tì thầu sư cụ xiang. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ quê xưa. Trong dịp Tết Trung Thu, tất nhiên không thể thiếu một món bánh, đó là bánh Trung Thu. Tiếng Trung gọi là bánh mặt trăng, nguyệt bính, yue bình. Bởi vì nó có hình tròn giống như là mặt trăng tròn. Yue bình thành yuán hình, xiang zheng zhe thuán yuán. Yue bình thành yuán hình. Bánh Trung Thu có hình tròn, chữ thành có nghĩa là có hình dáng hay là màu sắc gì đó. Yuán hình, viên hình, là hình tròn. Yue bình chéng yuán xíng, bánh Trung Thu có hình tròn. Xiàng zhēng là tượng trưng. Xiàng zhēng zhe, tượng trưng cho điều gì đó. Xiàng zhēng zhe tuán yuán, tượng trưng sự đoàn viên. Yuán mãn, viên mãn có nghĩa là đủ đầy. Viên là tròn, mãn là đầy. Phong sâu, phong thu. Phong, phong là phong phú, thu là thu hoạch. Phân sâu có nghĩa là bội thu. Yue bình thành yuán hình, xiang zheng zhe thuán yuán, yuán mãn, phân sâu. Bánh Trung Thu có hình tròn, tượng trưng cho sự đoàn viên, đủ đầy và bội thu. Gắn với mùa thu, gắn với Trung Thu, có rất nhiều những truyền thuyết và những nhân vật thần thoại như là Hằng Nga, mà tiếng Việt chúng ta hay gọi là chị Hằng, tiếng Trung gọi là Hằng Ứa. Nhưng mà sau này người ta quen gọi Hằng Nga là Thường Nga, Chang Ứa. Bởi vì đến đời nhà Hán của Trung Quốc, vị hoàng đế thứ 5 có tên là Lưu Hằng. Cho nên để tránh phạm vào tên húy của nhà vua, người ta khi nhắc đến Hằng Ứa thì không gọi là Hằng Ứa nữa, mà gọi là Chang Ứa. Chứ Hằng hay là Chang thì đều chỉ riêng, tên riêng cho Hằng Nga là một vị tiên nữ ở trên cung trăng. Còn chữ Ứa, nó chỉ cho người phụ nữ đẹp. Hằng Nga là một người phụ nữ có vẻ đẹp phi phàm. Theo truyền thuyết thì Hằng Nga vốn dĩ không ở cung trăng, mà nàng cũng ở trần gian. Và nàng là vợ của Hậu Nghệ, là một người có tài xuất chúng về bán cung. Cho nên đây là một cặp vợ chồng gọi là lãng thái nữ mạo. Lãng thái nữ mạo, lãng tài nữ mạo. Người xưa gọi chồng là lang, tài là tài năng, nữ chỉ phụ nữ, mạo, mạo có nghĩa là dung mạo, vẻ đẹp. Lãng tài nữ mạo, lang tài nữ mạo là trai tài gái sắc. Thời đó bỗng nhiên trên trời xuất hiện cùng lúc 10 mặt trời, và tất cả mọi người không thể nào chịu đựng được sức nóng thiêu đốt của 10 mặt trời. Hậu Nghệ tức giận đã dương cung và bắn rơi 9 mặt trời, chỉ còn chừa lại một mặt trời để đủ sức sưởi ấm cho thế gian. Và đó là sự tích Hậu Nghệ xạ nhật, có nghĩa là Hậu Nghệ bắn mặt trời. Hậu Nghệ sơ rư, chữ sơ, xạ có nghĩa là bắn cung, rư là nhật. Vì công lao bắn rơi mặt trời để cứu giúp cho muôn dân, cho nên là Tây Vương Mẫu ở núi Côn Lôn đã tặng cho Hậu Nghệ một cái viên tiên đơn,
仙丹, tức là viên thuốc tiên. Khi ăn vào thì có thể trở thành tiên và bay lên trời. Vì tiên đơn chỉ có một, Hậu Nghệ lại rất yêu thương vợ, cho nên không nỡ uống mà cũng không dám vứt đi, nên mới sai Hằng Nga đem cất. Hằng Nga làm theo, nhưng mà vẫn cảm thấy rất tò mò, nên một hôm mới lén Hậu Nghệ uống thử viên thuốc tiên đơn trường sinh bất lão. Rồi nàng cảm thấy người nhẹ bỏng và từ từ bay lên trời, bay mãi cho đến cung trăng. Đó là sự tích Thường Nga bay lên cung trăng. Chẳng ngựa bên yue, Thường Nga bôn nguyệt. Chữ bên có nghĩa là bay nhanh về phía nào đó. Và từ đó thì Thường Nga đã mãi mãi ở lại trên cung trăng. Yue cung. Vì vậy mà đôi vợ chồng Thường Nga Hậu Nghệ phải chia lìa kẻ tiên người phàm. Chỉ có những lúc trăng tròn thì mới có thể nhìn thấy nhau từ xa. Nhưng mà Hằng Nga ở trên cung trăng không chỉ có một mình. Hằng Nga có một người bạn rất là thân thiết tên là Vũ Cang, Ngô Cương. Ngô Cương vốn là người canh giữ cổng trời Nam Thiên Môn. Do lơ là canh giữ mà phạm lỗi, cho nên đã bị thiên đế bắt lên cung trăng. Ở trên cung trăng có một cây quế rất là to. Thiên đế phạt Ngô Cương hàng ngày phải dùng rìu để chặt cây, cho đến khi nào chặt đổ cây quế thì mới được tự do. Nhưng mà mỗi lần chặt, khi vừa nhấc rìu lên thì vết thương của cây quế tự lành lại, cho nên là Ngô Cương chặt mãi mà không bao giờ đổ được cây. Nó cũng giống như những cái vọng tưởng ở trong lòng của Ngô Cương, không thể phá vỡ được nếu chính anh ta không chịu buông bỏ. Đó là truyền thuyết Vũ Cang phá quế, Ngô Cương chặt cây quế. Phá có nghĩa là chặt. Thật ra Ngô Cương không hề xa lạ với chúng ta, mà đây chính là bản gốc của chú cuội trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Chú cuội có thể dịch âm sang tiếng Trung là A Quế, A Quế. Chú cuội cung trăng, Yue Cung A Quế. Chú cuội vốn là một tiều phu ở dưới trần gian, vô tình tìm được cây trường sinh bất tử, đã đem về nhà trồng. Nhưng mà vợ chú cuội vô ý đã đi tiểu vào cây, cho nên là cây bật gốc bay lên trời. Chú cuội vì tiếc cây đã bám theo cây và bị nó kéo lên cung trăng, mãi mãi không thể trở lại được. Mặc dù được diễn dịch bằng hai câu chuyện khác nhau, nhưng mà Ngô Cương hay là chú cuội đều có một điểm chung, đó là theo đuổi, muốn níu giữ một cái gì đó mà bị chính thứ đó cầm chân, bị nhốt ở trên cung trăng. Hay cả Hằng Nga cũng như vậy, vì muốn giữ lấy viên tiên đơn cho nên đã phải ở lại mãi mãi trên mặt trăng. Tất cả họ đều phải xa rời quê hương, xa chồng, vợ của mình, đều có mong muốn trở về quê xưa chốn cũ, mong muốn được đoàn tụ với người yêu thương. Một nhân vật khác ở trên cung trăng mà chúng ta vẫn thường nhắc đến mỗi khi trung thu về, đó là Thỏa Ngọc. Ngọc Thố, tức là Yu Thu. Ngọc Thố có cái nhiệm vụ đó là đảo dược, tạo dao có nghĩa là giả thuốc, chứ tạo có nghĩa là dùng chày giả. Thỏa Ngọc giả thuốc, Yu Thu tạo dao. Và cái loại thuốc mà Thỏa Ngọc giả này, nó không phải là thuốc bình thường, mà là Trường Sinh Bất Lão Dược, trường sinh bất lão dược, là thuốc trường sinh bất lão, sống mãi không già. Thực ra Thỏa Ngọc cũng chính là Thường Nga hóa thân, bởi vì Thường Nga ham thích trường sinh bất lão, muốn được làm tiên, cho nên đã phải ở lại mãi mãi trên cung trăng. Và nhiệm vụ hàng ngày là phải bào chế thuốc trường sinh bất lão. Hàm ý của câu chuyện này trong đạo giáo có nghĩa là thực ra chúng ta luôn bị cầm tù, bị ràng buộc bởi chính những suy nghĩ, những ham muốn của mình. Vì Thỏa Ngọc, Yu Thu gắn liền với cung trăng, cho nên người ta cũng gọi mặt trăng là Yu Thu. Có câu là Ngọc Thố Đông Thăng, Yu Thu Tung Sơn, có nghĩa là trăng lên ở đằng đông. Ta quay lại với ngày Tết Trung Thu, có những tập tục truyền thống khác như là xem búa sư tử. Sư tử là sư tử, sư tử. Và múa sư tử hay múa lân gọi là sư tử vũ, sư tử vũ. Khan sư tử vũ, xem múa sư tử, xem múa lân. Khi xem múa lân thì chúng ta thấy một nhân vật mặt rất là hiền từ, rất là vui vẻ, hài hước. Đó chính là ông địa, tiếng Trung gọi là thổ địa công, thổ địa công. Đây là thần thổ địa có nhiệm vụ coi sóc,
trong quãng bảo vệ giữ gìn sự bình yên ở một vùng đất. Các em nhỏ thì thích xách lồng đèn chạy chơi khắp nơi. Lồng đèn là tân lộn, đăng lộng, đăng là cái đèn, lộn là cái lồng. Thí là xách, thí tân lộn, xách lồng đèn. Lồng đèn cũng có ý nghĩa đoàn viên, sum vầy. Và lồng đèn phát ra ánh sáng. Nó là lời chúc các em nhỏ được thông minh, sáng suốt. Ngoài ra, người Trung Hoa còn có một tập tục khác trong các dịp trung thu, đó là ngắm hoa quế và uống rượu hoa quế. Tập tục này xuất phát từ truyền thuyết Ngô Cương chặt cây quế, sảng quế hoa, thưởng quế hoa, có nghĩa là ngắm hoa quế. Dịn quế hoa chỗ, ẩm quế hoa tửu, ẩm là uống, quế hoa chỗ là rượu hoa quế. Dịn quế hoa chỗ, uống rượu hoa quế. Cuối cùng, nhân dịp Tết Trung Thu năm nay, mình gửi đến tất cả các bạn học một lời chúc. 值此中秋节来临之际，祝福你家庭和美，事业丰收，健康常在，人生圆满。 Ta có 值此, cái gì đó, 之际, có nghĩa là nhân dịp, đương khi, đương lúc. 来临, lai lâm, có nghĩa là đến gần. 值此中秋节来临之际, nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến. 祝福你, chúc phúc bạn. 家庭和美, gia đình 和美, hòa mỹ, có nghĩa là hòa thuận, ấm êm. 事业丰收, sự nghiệp được tốt tươi. 丰收, có nghĩa là bội thu, phong thu. 健康常在, 健康, có nghĩa là kiện khang, khỏe mạnh. 常在, thường tại, luôn luôn. 人生圆满, 人生 là cuộc sống. 圆满, viên mãn, có nghĩa là đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần, không phải lo phiền. 中秋快乐,